Chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đi tham quan Sweetland Farm ở đảo Oahu ở Hawaii ha. Để coi dân Hawaii làm farm như thế nào nha. Chúng ta cùng tham quan nào. Từ cái chỗ parking lot đi vô thì đi bộ tí xíu, vô bên kia là cái cửa tiệm kìa. Đằng sau là cái mấy cái chuồng cút. Và bên này chắc là nhà người ta ở nè. Bên này đông lắm bạn ha. Vô cái cửa hiệu kìa, đây có cái bathroom kìa. Đây có nhiều chỗ ngồi, mình có thể tới đây mua cheese rồi mua đồ ăn của họ, hoặc là mình mang đồ theo mình tự picnic. Đó, bây giờ mùa này đang là spring break cho nên là rất là nhiều người phụ huynh em bé đi vào. Bên kia còn có tractor. Đây là trong chuồng dê nè. Bên này là họ cho dê ăn, để cái đường ở giữa đó họ rải cỏ lên máng cho dê ăn. Ở đây bạn có thể mua cái bó cỏ mấy đồng á, xong rồi ra cho dê ăn. Người Mỹ thì đi ra mua cái bó cỏ trong cái bao giấy cà ha. Còn Việt Nam sao? Việt Nam hái cỏ, lượm cỏ dưới đất cho dê ăn luôn. Khỏi cần phải mua, đỡ tốn tiền. Mấy con dê này bắt đầu nó thấy là ra cho ăn nè, chạy ra ăn nè. Vui không? Cái chỗ này là vui cho mấy đứa con nít để nó đi chơi rồi nó biết cuộc sống rồi thú vật ở ngoài farm sao. Đây con nít nhiều quá, chơi đủ trò chơi nè. Đây có người ra đây picnic luôn. Bên kia có nhiều chuồng dê khác, người cùng tham quan. Còn ở trên này là chuồng dê con nè. Ở đây là baby goat nè, cho nên là nhiều người có thích ra coi cái con nhỏ nhỏ này ra đây quá trời. Nhiều chuồng quá ha, nhiều quá. Cái này chắc cũng mấy chục con ha. Hai chuồng luôn. Một chuồng bên đây. Còn một chuồng bên kia, hai chuồng luôn. Ở bên kia còn tới mấy chuồng dê nữa kìa. Khu này đẹp quá ha, có nhiều bàn ở ngoài nè. Còn đây chỗ cửa hàng, có thể vô mua cheese, mua gốc cheese, rồi mua kem, rồi mua nước uống, cái thứ. Để vừa cho dê ăn vừa nựng dê luôn nè, vuốt đầu dê, cưng dê, pet dê nè. Bây giờ cái line nó ngắn rồi nên là mình đi vô thử coi trong đó có bán gì nha. Ở trong đây đang là mùa Covid cho nên là trong tiệm này chỉ có được 10 người thôi, không được vô hơn. Ở đây họ có tour lúc 10 giờ nè, với lại 11:45. Tour là 1 tiếng. Bạn có thể nghe được về farm history nè, bạn có thể vắt sữa dê nè, rồi được một cái túi cho dê, túi cỏ cho dê ăn nè, xong rồi tour cái ban nè. Người lớn đó là 20 đô nha, trẻ em 13 đến 11 tuổi là 15 đô, còn 2 tuổi trở xuống thì free. Đi vô trong store nè, có bán nước nè, bán snack nè, rồi bán cheese, rồi có cả new caramel nữa, được không? Đây em thương chi tăng. Có bán cold brew coffee. Hôm nay là họ có những cái loại cheese này để bán. Nó lâu lâu họ đổi chứ họ không có phải y chang như vậy ha. Thì tùy theo mùa. Còn đây là bán kem nè. Ở đây có họ có Academia honey nè, raw honey. Đây họ có cream nè. Ở đây thấy có cánh cửa họ làm cheese ở đằng sau nè. Đây storing the cheese. Yeah, so many cheeses. So many cheese wheels. Okay. Ở đây họ có còn bán
xong ông làm bằng sữa dê nữa nè. Chắc là mang về thì sẽ được mịn màng cảm lotion bằng sữa dê nữa. Rồi còn có mới trình lại nữa. Em thấy bên mình nè. Ngon nha. Yummy. Ở đây mà vừa ngắm cảnh mà vừa uống cà phê, nhâm nhi cà phê, ăn miếng chi chứ đây khác à. Rồi ăn kem, vui có bạn nhỉ ha. Cái chỗ này bự quá nè. Tha hồ mà ngồi chơi ha. Ban đêm còn có đèn nữa. Mà ai mà ra này mà muốn làm đám cưới là liên lạc với họ, họ cũng có tổ chức đám cưới các thứ nữa, có thể mướn cái venue của họ. Nếu mà bạn thích cái video này hãy like, comment and share and then subscribe và let me know trong cái phần comment đó là bạn thích coi cái video topic nào để mình sẽ làm video đó cho các bạn cùng xem nha. Take care, bye bye.